Rồi, hôm nay thì hôm nay là ngày 20 tháng 12 nhé, năm 2023. Thì sẽ hướng dẫn cho các em giải cái đề thi học kỳ 1 toán lớp 7 năm 2023 là thời gian là 90 phút của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Rồi, đề này thì nó cho tự luận. Cho tự luận tổng cộng là 4 câu. Và nó có ghi chú là học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay khi mình giải đề này, tức là những học sinh chuyên chúng ta không được phép sử dụng máy tính trong quá trình thi. Rồi, mà ở đây á thì chúng ta phải nhẩm chưa, nhẩm ra hoặc là tính tay chứ không được phép tính máy tính. Hướng dẫn giải ha. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm cái đề này. Nhưng mà trong quá trình tính đó, thầy dùng máy tính để cho nó nhanh. Nhưng mà mấy bạn khi mà đi thi là mình sẽ tính bằng tay thôi. Là mình sẽ dùng giấy nháp để mình tính. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì sẽ tính bằng những cái phép toán tính bằng máy cho nó nhanh. Thì đầu tiên, câu A, tính hợp lý nếu có thể. Là mình hiểu à, tính hợp lý là những cái mà tính nhanh là mình phải tính nhanh nha, chứ không có được tính theo nguyên tắc bình thường, dù các tính chất toán học rồi đó. 8 phần 3 này để lại, trừ 8 phần 3 để lại, còn chia trừ 4 phần 3 mũ 2. Thì ở đây là thầy nhẩm là ra rồi đó, nhưng mà mấy em sợ mấy em nhẩm không được ha, là chúng ta sẽ nhẩm ra đó là 16 phần 9, tức là lấy trừ 4 phần 3 nhân trừ 4 phần 3 đó là ra 16 phần 9 mắc dấu trừ cộng 2 phần 9. Thì căn 81 là mình sẽ tìm cái số bình phương nào đó ra 81, là 9 nhân 9 là 9 bình. Rồi, đóng vai trò giống như là thầy là học sinh đi thi ha. Rồi, 8 phần 3. 8 phần 3 để lại, chia hình nhân đảo ngược là 9 phần 16. Rồi, 2 phần 9 để lại, căn bậc 2 của 9 bình là ra 9. Đó. Rồi, tới đây là chúng ta phải thấy giống 8 phần 3 hai cái số đầu tiên. Chúng ta đem 8 phần 3 ra ngoài. Còn lại là 1 trừ 9 phần 16. Còn cái kia là 2 phần 9 nhân 9 là ra 2. Rồi, tới đây 8 phần 3 chúng ta để lại. Quy đầu mỗi chung là 16 phần 16 trừ 9 phần 16 cộng 2. Rồi, ở đây là 8 phần 3. Lấy 16 trừ cho 9 phần 16. Thì 16 trừ cho 9 là ra 7 phần 16. Thì ở đây chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Nhưng mà chúng ta rút gọn được cho 2. Tức là sao? Ở đây 16 là 8, 2 nhân 8. Để chúng ta rút gọn được cho 8. Chứ không phải là 2 nha. Rồi, chúng ta được đây là 7 phần 6 cộng 2 thì chúng ta quy đồng mẫu chung là 6. Thì đây là 12 là 12 phần 6. Rồi, chúng ta lấy tử cộng tử chia cho mẫu. Rồi, 7 cộng 12 là ra 19. 19 phần 6 tối giản ha. Rồi, chúng ta hoàn thành được câu A. Đó. Giờ chúng ta đi vào câu B. Thì ở đây chúng ta biết hỗn số, chúng ta có cái bài này rất là nhiều bạn không biết cách làm. Chúng ta để là 9 5 phần 6, không có đổi ra, để gì luôn. Rồi, nhưng mà đổi là đổi kiểu này nè. Các bạn hiểu đổi là đổi kiểu này nè, lấy 9 cộng cho 5 phần 6. Đó, rồi chia thành nhân đảo ngược. Là trừ 7 mình để lên trên, không cần để ngoặc luôn. Trừ 7 phần 3. Đúng không? Rồi ở đây lấy nè, mình cộng cho 3. Chúng ta không có đổi ra số mà để gì đó, để cái dạng tổng gì đó. Nhân cho 7 phần 3. Đó. Rồi. Sau đó, chúng ta thấy giống 7 phần 3 đem ra ngoài. Còn lại trong này chính là mặt vuông là 9
còn dấu trừ nữa đúng không? Vì đặt dấu trừ ở phía trước đây nè, 9 cộng 5 phần 6 cộng cho 3 cộng cho 5 phần 6 đó. Ở đây 7 phần 3 để lại, phá ngoặc ra luôn, dấu trừ thì đổi dấu, trừ 9 trừ 5 phần 6, dấu cộng là không đổi dấu. Rồi sau đó mình mới nhốt những hàng nào giống nhau chung cái ngoặc. Và ở đây mình thấy giống nhau đó là trừ 5 phần 6, 5 phần 6 nó còn số nguyên thì để chung. Thì 7 phần 3 này chúng ta ghi lại. Cái đầu tiên á là trừ 9 cộng 3 là ra trừ 6. Còn cái sau trừ 5 phần 6 cộng 5 phần 6 ra 0. Vậy đây chúng ta có là 7 phần 3 nhân cho trừ 6. Thì chúng ta biết rồi, 7 phần 3 nhân cho trừ 6. Thì ở đây chúng ta lấy 7 nhân cho trừ 6 chia cho 3. Và chúng ta rút gọn được cho 3. Và 7 nhân cho trừ 2 nhân cho 3. Đấy, rút gọn cho 3. Nha. Chỉ còn là 7 nhân cho trừ 2 là bằng trừ 14. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu B. Nha. Bây giờ chúng ta đi vào câu C. Ở đây 3 căn 5 bình trừ 5 bình phương. Nếu mấy bạn để căn trừ 5 bình phương là sai hết bài. Mình phải tính ra trừ 5 bình là 25 trước, rồi mình đưa ngược lại. Đúng không? 0,5 là mình hiểu là đổi thành phân số là 1 phần 2. 0,3333 là số hợp phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ của nó là 3 đó, là bằng 1 phần 3. Rồi, căn chính là mình phải tạo ra là 3 bình. Số gì nhân bình phương còn chính là số 3. Cộng. Rồi mình hiểu cái chỉ tuyệt đối, cái dấu trừ đó, để lại. Họ tính trong mặt chưa ha. 2 mũ 2 là 4 phần 3. Để lại. Chia. Yeah. À, hỗn số này đổi ra phân số luôn. Tại vì hỗn số này nhỏ ha. Tức là trừ 3 nhân 1 cộng 1 là 4 phần 3. Rồi tới đây mấy bạn mới đưa là căn 5 bình phương. Cái số gì bình phương là 25, phải lấy số số tự nhiên nha. Chứ không có lấy số âm nha. Cho nên hồi nãy trừ 5 mà mình đưa ra 5 là hồi mình sai. 1 phần 2 nhân 1 phần 3 lấy 1 tử nhân tử chia mẫu nhân mẫu. Đúng không? 1 nhân 1 chia cho 2 nhân 3. Căn bình phương 3 bình là 3. Vậy tuyệt đối của dấu trừ là mất dấu trừ. Chia hành nhân đảo ngược. Đây, trừ 3 phần 4. Rồi ở đây căn 5 bình là 5. Trừ. Đây là 1 phần 3 nhân cho 3. Thì ở đây hồi nãy mình. Rồi mình để là 1 phần 6 nhân cho 3 cũng được. Hoặc là ở đây mình đơn giản chéo luôn. Còn lại là 1 phần 2 thôi. À, tức là ở đây mình khoan hả tính, để từ từ tính luôn cũng được. Đó. Tức là 1 phần 3 nhân 1 phần 3 là ra 1 nha. Tức là mình thực hiện đó đó. Rồi 4 phần 3 nhân này đơn giản chéo, còn lại là trừ 1. Tức là 4 với 4, 3 với 3 đó. Rồi mình tính ra 3 nhân 5 15, trừ 1 phần 2 để lại, cộng với trừ thành trừ. Rồi đây là mẫu số chung là 30, 15, một mẫu chung là 2, 30 phần 2, 15, trừ 1 phần 2, trừ 2 phần 2. Rồi mình sẽ lấy tử, trừ tử, trừ tử, chia cho mẫu. 30 trừ 1 là 29, trừ 2 là 27 phần 2, tối giản, xong. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu C. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu D. Ở đây cái lũy thừa mà gặp âm mà gặp mũ chẵn là mất dấu trừ, tức là trừ 2 mũ 6 cũng bằng 2 mũ 6. 6 mũ 4 ghi lại, 9 mũ 2 ghi lại, 8 mũ 3 ghi lại. Trừ 12 gặp dấu trừ cũng thành mất, cho nên 12 mũ 4 thôi. Rồi phân tích ra thừa số nguyên tố, 2 lũy thừa 2 là số nguyên tố không phân tích, 6 là 2 nhân 3. 9 là 3 mũ 2. 8 là 2 mũ 3. Rồi 12 là 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 2 nhân cho 3. Tất cả mũ 4. Rồi 2 mũ 6 để lại. Lũy thừa là mình dùng công thức lũy thừa ha. 2 nhân 3 mũ 4 là 2 mũ 4 nhân cho 3 mũ 4. Rồi 3 mũ 2 là lấy 2 nhân 2 là 3 mũ 4. Rồi 2 mũ 3 nhân 3 là lũy thừa 3 nữa là 2 mũ 3 nhân 3 là 9. Còn đây là 2 mũ 2 mũ 4 là 2 mũ 8. 3 mũ 4. Đó. Rồi chúng ta sẽ tính
gọn lại 2 mũ 6, 2 mũ 4 là 2 mũ 10, 3 mũ 4 để lại. Cái này 2 mũ 9 để trước, 3 mũ 4 để sau. 2 mũ 8, 3 mũ 4 để lại. Thì trên tử với dưới mẫu, mình thấy trên tử của mình nè, dưới mẫu mình số 2 là 2 mũ 10, 2 mũ 9, 2 mũ 8 giống nhau là 2 mũ 8. Đang 2 mũ 8 ra ngoài. Còn 3 mũ 4 trên dưới mẫu cũng 3 mũ 4, vậy mình tách thành 2 mũ 8 với 3 mũ 4 nó tương tự chung á. 2 mũ 10 là 2 mũ 8 nhân 2 mũ 2 cũng 3 mũ 4 để lại. 2 mũ 9 là 2 mũ 8 nhân 2 cũng 3 mũ 4 để lại. Còn 2 mũ 8 3 mũ 4. Trên tử chúng ta thấy giống nhau là 2 mũ 8 3 mũ 4 đem ra ngoài. Chỉ còn lại đó là 2 mũ 2 cộng 2, còn dưới là 2 mũ 8 nhân 3 mũ 4. Đơn giản 2 mũ 8 3 mũ 4. Còn lại 2 mũ 2 cộng 2. 2 mũ 2 là 4 cộng 2 là bằng 6. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu bài 1 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài 2 là tìm số x thỏa mãn trong các điều kiện sau. Số x là cái số tùy ý, là nó có thể là cái số thật luôn. Số tùy ý là nói chung là số thật, đúng ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào từng câu trong này. Chúng ta đi vào câu A trước. Rồi, 4 lũy thừa x trừ 3, 4 lũy thừa x trừ 5, 68. Thì chúng ta sẽ đưa về 4 lũy thừa x trừ 3 là nhỏ nhất, x trừ 3. X trừ 5 tức là hiểu không, là x trừ 3 cộng với 2 trừ x trừ 5 là nhỏ nhất chứ. Vậy mình phải hiểu là x trừ 3 nè, tách thành là x trừ 5 cộng cho 2. Đó, 4 lũy thừa x trừ 5 là cái nhỏ nhất, nhỏ hơn x trừ 3. Vậy đây mình dùng tức là 4 lũy thừa x trừ 5 nhân 4 lũy thừa 2. Đây là 4 lũy thừa x trừ 5 để lại, 88 để lại. Rồi, 4 lũy thừa 2 là 16, mình đem ra ngoài đầu. Để phía sau cũng được, để phía trước cũng được. 4 lũy thừa x trừ 5 để lại. Rồi mình thấy giống nhau, 4 lũy thừa x trừ 5 mình đem ra phía sau, còn lại là 16 cộng cho 1 ha. Đem 4 lũy thừa x trừ 5, tức là 4 lũy thừa x trừ 5 là 1, nhưng 4 lũy thừa x trừ 5 á, đặt 4 lũy thừa x trừ 5 ra còn lại là 1 ha. Rồi đây là 16, 1 là 17, 4 lũy thừa x trừ 5. Rồi mình tìm 4 lũy thừa x trừ 5. Mình lấy 68 chia cho 17. Rồi ghi lại 4 lũy thừa x trừ 5, 68 chia cho 17 là ra bao nhiêu? Ra 4. Được chưa? Đó, mà 4 tức là 4 lũy thừa 1, đúng không? Đó, vậy hai cái lũy thừa, hai cơ số 4 giống nhau, vậy hai cái lũy thừa phải bằng nhau, x trừ 5 phải bằng 1. X phải bằng 1 cộng 5. Rồi giờ x sẽ bằng là 6. Rồi chúng ta hoàn thành xong câu A ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Thì ở đây chúng ta tìm 1 phần 3 chia cho trị tuyệt đối của 2x trừ 1, đó là số trừ đó. Chúng ta lấy số bị trừ, trừ cho hiệu. Đấy. Rồi trừ với trừ là thành cộng. À. Rồi hai này mẫu chung là 3, lấy tử cộng tử chia cho mẫu. Rồi 1 cộng 2 là 3 phần 3, mà 3 phần 3 là ra 1. Rồi lúc này mình tìm cái trị tuyệt đối của thằng này là tìm số chia. Ta lấy số bị chia, chia cho thương. Đó là nó sẽ bằng chia hình nhân đảo ngược, đúng không? Rồi đây là hai phân số nhân nhau, tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Rồi 1 x 1 là 1, 3 x 3 là 9. Vậy trị tuyệt đối là bằng một số thì cái đó nó bằng 1/9, đúng không? Hoặc là -1/9, có nhiều người dùng cái từ 2 cũng đúng. Rồi tới đây mình tìm 2x, ta lấy là hiệu cộng với số trừ, hoặc là chuyển vế đổi dấu 2x -1/9 -1 chuyển qua cộng 1 và quy đồng. Mẫu chung bên này là 9 nha.
Rồi, mẫu trung bên này cũng là 9. Rồi, ở đây chúng ta tính điểm x, lấy tử, cộng tử, chia cho mẫu. Đây lấy tử là trừ 1, cộng tử, chia cho mẫu. Thì bên này 2x sẽ bằng là 10 phần 9. Hoặc 2x sẽ bằng là 8 phần 9. Rồi, tìm x, chúng ta sẽ lấy tích, chia cho thừa số thứ nhất. X chúng ta sẽ lấy tích, chia cho thừa số thứ nhất. Chia thành nhân đảo ngược. À, chia thành nhân đảo ngược. Rồi chúng ta lấy tử nhân tử. Chia mẫu nhân mẫu. Đây chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Thì ở đây chúng ta 10 phần 18. Hoặc là rút gọn vô 10 ngay chỗ đó cũng được. Rồi chúng ta có thể rút gọn sau cũng được. 8 phần 18 rút gọn cho 2 nha. Là còn lại là 5 phần 9. Còn đây là còn lại là 4 phần 9. Rồi là hoàn thành xong. Câu B. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu C. Rồi câu C nha. Thì cái câu này chúng ta sẽ chuyển vế qua, chuyển kia qua, đó nó sẽ bằng là cộng. Hai số đứng đầu là hai số dương, cho nên bài này chúng ta hiểu ha, là chúng ta cho cái này nè, công thức nó là bằng 3 nhân x cộng 5, hoặc cho cái này là bằng trừ cái kia. Đó là cái công thức giải hai trị tuyệt đối bằng với nhau. À, số dương đứng đầu vẫn được nha. Chúng ta cũng nhớ công thức nha. Đó là gì? Trị tuyệt đối A bằng trị tuyệt đối của B. Thì nó sẽ là A bằng B hoặc A bằng trừ B. Số dương đứng đầu vẫn được luôn nha. Buộc là phải số dương nha. Rồi thì ở đây ta có là nhân vô 2 nhân x, 2 nhân cho 1 đó. Biết dùng công thức phép nhân phân phối với phép cộng nha. 2 nhân x, 2 nhân 1. Này là trừ 3 nhân x, trừ 3 nhân 5. Rồi chúng ta tính ra là 2x trừ 2, 3x cộng 15. 2x trừ 2, trừ 3x trừ 15. Rồi chúng ta chuyển vế qua, x chuyển qua một vế. Ở đây chúng ta chuyển ngược x bên kia, số chuyển lại nè, thấy 3x trừ 2x. Còn cái kia là trừ 2 chuyển về trừ 15. Còn này 2x cộng 3x chuyển số qua bên phải. 2. Đây là x. 2 3x trừ 2x là hiểu ha. Và lấy 3 trừ 2 nhân x. Này trừ 2 với trừ 15 là trừ 17. Còn này là 2 cộng 3 nhân x. Trừ 15 cộng 2 là trừ 13. Thì đây là 1x. 1x thì ta chỉ ghi x thôi. Chúng ta không ghi 1x. Này là 5x. Trừ 13. X sẽ bằng là trừ 17. Hoặc x sẽ bằng là trừ chia ra 13 phần 5, không có rút gọn được nha. Rồi thì chúng ta để luôn số 13 phần 5, trừ 13 phần 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu D. Căn. Cái này là mũ 10 thì chắc chắn hồi chúng ta sẽ tạo ra mũ 10 đó. 1024 á, là mình hiểu là hai mũ 10 nhẩm ra được nha, cái số này rất là quen. Rồi 5, 125 là 5 mũ 3, mũ 2 bên ngoài. Còn 25 là 5 mũ 2, mũ 2 bên ngoài. Rồi 2 mũ 10 này để lại 5 mũ 3 với mũ 2 là 5 mũ 6, 5 mũ 4. À, ở đây 2 mũ 10 để lại 5 mũ 6 với 5 mũ 4 là để sau, là 5 mũ 10. Rồi mình dùng công thức lũy thừa A nhân A mũ M nhân A mũ N, B mũ M là A nhân B tất cả mũ M, tức là 2 nhân 5, cả mũ 10. Rồi, đây là 10 mũ 10. Thì hai cái số 10 lý thừa nó giống nhau, bỏ đi. Thì mình cho hai cái dưới nó bằng nhau. Đó, vậy mình tìm căn x. Mình lấy là 10 tổng trừ số hàng lại đó, 7. Thì căn x nó bằng là 3. À, và căn x bằng 3, mà 3 là cái số gì mà về bình phương lên, tức là học công thức ha, căn x bằng 3 thì x sẽ bằng là 3 bình phương. Đúng không?
x sẽ bằng là 3 bình phương. Mà 3 bình phương là bằng nhiêu? Bằng 9. Rồi là chúng ta hoàn thành được bài số 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 3. Bài hình học. Đi vào câu A trước. A như thế nào? Rồi chúng ta vẽ hình nó ra ha. Đây. Cho tam giác ABC có góc A là 90 độ, AB nhỏ hơn AC. Vậy mình phải vẽ cái tam giác ra. AB nhỏ hơn AC. Rồi, thường ta vẽ tam giác vuông là vẽ như vậy, góc A là 90. Đây. AB nhỏ AC, góc A là vuông. Đấy. Rồi tiếp theo là gì nữa? Trên cạnh AC lấy điểm D. Sao cho AD bằng AB? Trên cạnh AC lấy điểm D, sao cho AD bằng AB? Rồi lấy điểm D nằm đây. AD nó bằng AB. Cái chỗ này rất là nhiều người nhầm ký hiệu cho nó dễ. Là mình sẽ cho một cái màu thôi, nhưng mà đi thi mình không được vẽ màu, nhưng mà vẽ chữ nháp mình ký hiệu vô. Đó là nhiều bạn không không có ký hiệu chỗ này vô là hồi mình không hiểu được ha. AD với AB bằng nhau thì cho cái này lên cho màu màu xanh đi. Để mình phân biệt hai cạnh đó nó bằng nhau nha, để hồi tránh nhầm lẫn. Rồi, trên tia đối của tia AB lấy điểm E, cho AE bằng AC. Đối của AB là đi, AB là đi lên, đối của nó là đi xuống. AE bằng chia quyển là AE nó bằng AC. Cho nên cái điểm E nó nằm ở đây. AE bằng AC. AE bằng AC. E nằm đây nha. Vậy bài này ký hiệu như thế nào để mình tránh bị nhầm lẫn? AE ví dụ thì cho màu hồng. Được chưa? AC mình cũng hiểu đó là màu hồng. Nhưng mà mình để nếp nếp thôi. Cái này là vẽ hình để cho hiểu thôi. Ra để xem xét thì thôi. Để cho biết. Đó, AE nó bằng AC. Thì đây mình sẽ ký hiệu chữ hai gạch đi. Đó là màu hồng. AE bằng AC. Rồi, tiếp theo là gì? AE bằng AC. Chứng minh các tam giác ABC, ADE bằng nhau. Rồi, cái này thì dễ ha, không khó. A, B, C, A, D, E. Hai tam giác này là hai tam giác gì? Hai tam giác vuông. Đúng không? Nó có A, B, C với A, D, E, hai tam giác vuông. Nó có hai cạnh bằng nhau, đó là hai cạnh màu xanh. A, B là bằng A, D. Rồi, vuông tại A hết. Đúng không? Và nó có thêm hai cạnh nữa, đó là A, C nó bằng A, E. Rồi, bằng nhau theo trường hợp là gì? Cạnh góc, cạnh. À,
Rồi, thì chúng ta sẽ chứng minh bài này. Rồi, thì chúng ta chứng minh thế nào? Có nha, tam giác AB có góc A là 90. Đúng không? Góc A là 90. Đó. Ta có góc A là 90 nè, giả thiết nha. Thì mình suy ra AB. AB nó sẽ vuông góc với AD, AC. Đó, cho nên mình suy ra cái góc trong cái tam giác trên này là ABC á. Cái này là cần cái chứng minh nè. Đó. Là cái góc gì? BAC. BAC bằng 90. Nè. Rồi, ta cũng có là gì? AB vuông góc với AC chứng minh trên. Chúng ta kéo qua là AE. Sẽ vuông góc với AE sẽ vuông góc với AD. Vì sao? Vì A nó thuộc vô BE và D nó thuộc vô AC. Đó, để chúng ta suy ra được cái góc kia là BAC thì đây phải là DAE. Hai góc nha. DAE bằng 90. Rồi, chúng ta mới xét hai tam giác theo yêu cầu. Xét tam giác gì? ABC và ADE. Đó. Hai cạnh đầu tiên bằng nhau trước là AB nè. Nó sẽ bằng là AD. Nè, AB bằng AD là giả thiết. Đó. Góc xen giữa. Đó là góc tam giác đầu là BAC. Tam giác thứ hai. Đó là DAE. Cùng bằng 90 độ. Chứng minh trên. Và cạnh thứ ba. Đó là gì? Đó là AC bằng AE. À, AC bằng AE đây. Đó. Ghi ngược lại cũng không sao nha. Ghi trước ghi sau gì cũng được. Giả thiết. Như vậy hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Góc này xen giữa. Cho dù không xen giữa chúng ta cũng ghi cạnh góc cạnh luôn. Thì cái chương trình mới của chúng ta là nó chỉ cần hai cạnh một góc là ghi cạnh góc cạnh được nha. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành được cái câu A. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Vậy hai tam giác này bằng nhau có ứng dụng không? Có. Để dùng các góc, các cạnh tương ứng bằng nhau, coi chừng câu B này có sử dụng. Khi mà làm thì chúng ta cần phải lưu ý cái đó nha. Tại vì hình học thường là nó liên quan các câu với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu tiếp theo đó là chứng minh đường thẳng BC và DE vuông góc với nhau. DE với BC. Rồi, nó chưa cắt nhau. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ kéo ra cho nó cắt nhau. Nha. Rồi, ở đây, nếu như cái câu này, thì cái hình cũ của mình cũng còn đây, đúng không? Nhưng mà khi chứng minh là mình phải bổ sung vô để mình mới làm ra được. Thì cái này á, mình sẽ gọi giao điểm của nó đó. Ví dụ ở đây, mình gọi giao điểm của nó là cái gì đó để mình chứng minh nó vuông nha. Chẳng hạn mình gọi đây là cái điểm F. Tại vì câu C nó cũng không có chữ F xuất hiện, cho nên mình có quyền gọi đó là chữ F chẳng hạn. Hoặc là chữ H đi, chữ H là thông dụng nhất, H đi ha. Và H là giao điểm để mình chứng minh nó vuông. Thì mình sẽ sử dụng kiến thức nào để chứng minh cái này nó vuông? Thì nó cũng không có khó. Sử dụng tổng hai góc bằng 90. Tổng để cái góc H này bằng 90. Thì nhờ cái câu A đó, chúng ta có được cái góc B này. Hai tam giác nãy bằng nhau đúng không? Thì cái góc B. B này. À, chúng ta hãy tập cho những cái đề này, bởi vì lên lớp 8, lớp 9 chúng ta sử dụng rất là nhiều cái câu khó liên quan đến cái dạng là liên kết với nhau. Thì cái góc B đó đó,
nó tương ứng, nó sẽ bằng cái góc E ngay chỗ này. Xin lỗi, cái góc B tương ứng cái góc C, C tương ứng bằng góc E, góc C mới bằng góc E. C chỗ này nè, tại vì góc cái chữ C mình thấy không? Chữ C đứng cuối, góc E đứng cuối, C nó bằng góc E. Còn được, góc B mới bằng góc D, là đây C bằng E thôi nha. Rồi C nó bằng E, mà C cộng với B là bằng nhiêu? C cộng với B á là bằng 90, đúng không? C cộng với B là bằng 90 trong trăm giác vuông, thì tổng hai góc đó bằng 90. Còn góc góc E chữ B cộng lại 90 thì góc H mình sẽ là 90. Bởi vì tổng ba góc trong tam giác 180 cho nên nó sẽ vuông tại H nha. Đó, sẽ vuông tại H. Rồi, tức là chúng ta cần chứng minh nó vuông tại H, chúng ta để cái đó là cái cuối cùng. Được chưa? Để khi làm chúng ta hiểu ha, chứng minh nó vuông tại đó. Đấy. Vì nhìn chung câu này không khó, nhưng mà không phải ai cũng biết làm, không phải ai cũng đã biết cái cách để làm bài này. Nó cũng là nó không khó, nhưng mà mình phải luyện cho nó quen với thủ thuật biến đổi. Rồi chúng ta sẽ gọi H để ha, gọi H là giao điểm của ED và BC. Rồi chúng ta có hai cái tam giác này nè, nó bằng nhau đó, là ở cái câu A, câu B chứ, câu A đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, tức là góc B thì mình ghi cái dạng là ABC, chưa? B thì mình ghi dạng là ABC. Còn cái góc D mình ghi cái dạng đó là cái góc C chứ. C mình ghi cái dạng là ACB. ACB còn ở đây là AED mới là tương ứng nha. ACB thì đây là AED, đúng không? AED. Đó là hai góc tương ứng. Rồi, chúng ta có nha, chúng ta xét cái tam giác là gì? Xét cái tam giác là B HE đi, B E H đi. Đó. Tổng ba góc là 180 nha. Tức là ta có cái góc là EHB. EHB. EHB nha, EHB. EHB. EHB cộng cho EBH. EBH cộng cho BEH. Bằng 180 độ. Tổng ba góc của tam giác. Rồi, EBH thì mình để lại EBH, không có nói gì. Cái góc EBH này nè, chúng ta thay bằng là EBH nha. Chúng ta thay bằng là ABC. EBH này nè, chúng ta thay là ABC. EBH này thay bằng ABC. Còn BEH á, chúng ta thay lần là BED. Đó, vì sao chúng ta ghi là vì A nó thuộc vô BE. Thu ngắn lại kéo ra nó được không? H nó thuộc vô là BC. Và D nó thuộc vô là EH. Rồi chúng ta sẽ rút cái góc EBH này ra. Chúng ta lấy 180 độ trừ cho hai góc này. Rồi.
mà BED á, BED nó cũng bằng là AED thôi, nãy mình ghi AED luôn đi, AED nha. Rồi đó, chúng ta sẽ để hàng đó trong ngoặc, chuyển qua để trong ngoặc, để hình dấu cộng đi cho nó dễ. Rồi mà AED tức là ACB đó, chúng ta thay ở đây là ACB vì ACB bằng AED chứng minh trên, đặt nó là số 1. Nãy giờ có số 1 chưa? Nãy giờ chưa có đúng không? Rồi số 1 đi, mà ta có nè ha. Hồi nãy chúng ta có là AB vuông AC đó, ở câu A ta có, ở này ở câu A, cho nên mình suy ra cái tam giác ABC nó sẽ vuông tại A, hiểu không? Đây nè, đó, tam giác ABC sẽ vuông tại A. Vuông tại A thì tổng hai cái góc ABC ACB là bằng 90, hoặc là dùng tổng ba góc 180 cũng được, mà dùng cái này nó hay hơn, nhanh. Rồi đặt số 2, chúng ta thay nguyên cái cụm này nè, đó là bằng 90 vô ha. Là từ 1 và 2 suy ra EHB bằng 180 trừ cho 90 là bằng 90. Rồi EHB là bằng 90, vậy chúng ta sẽ suy ra EH nó vuông góc với BH. À, EH nó vuông góc với BH. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ rút ngắn nó lại. EH chúng ta sẽ thay bằng cái gì? Thay bằng DE vuông góc với BC. Cho nó giống nha. DE vuông góc với BC. Mình phải giải thích vì D nó thuộc cho EH và H nó thuộc cho BC. Đó. Rồi là chúng ta hoàn thành được cái câu này. Nên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C. C như thế nào? Rồi, biết 4 lần góc B bằng 5 lần góc C, tính sơ đo góc AED. À, tính sơ đo góc AED thì cái thông tin cái là A ED đó, AED là góc này, góc này bằng góc C nè, chỉ mình chỉ cần tìm ra góc C là xong nha, chỉ cần tìm ra góc C là xong, cái này dễ quá rồi, cho như thế này là quá đơn giản. Vậy ta có góc 4 góc B bằng 5 góc C đúng không, chúng ta để đó đi, chúng ta dùng nè cái tam giác ABC này á, là nó vuông tại A, là chúng ta có hai góc này cũng là 90 nè. Đó, ta có cái này là ở câu A, câu B á, chúng ta hiểu ha. Cái góc B này thì chúng ta có thể ghi dạng góc B này cũng được nữa nè. Đó, đúng ra là phải ghi 3 điểm nhưng mà tác giả ghi như vậy thì mình làm theo gì cũng được, đúng không? Đó, tức là mình suy ra cái góc B, cái này chính là mình suy lại cái góc B thôi, chưa? Còn cái này là mình chỉ suy lại góc C thôi cho nó giống cái đề, tức là mình hiểu góc B, góc C là góc đó đó. Đề này nó cũng chưa rõ lắm bạn, đúng ra người cho phải dạng 3 điểm. Rồi B cộng C là 90 ha. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ rút ra cái góc mình cần tìm, góc C thì mình rút góc B ra. B á. Mình sẽ lấy là 90 trừ cho góc gì? Góc C. Đúng không? Đúng ra là mình giải thích nè, vì nè góc ABC là bằng góc B, còn góc ACB là bằng góc C. Đúng. Rồi 90 trừ cho góc C, chúng ta hiểu điều này. Rồi chúng ta có cái này, đặt là số nãy số 1, 2, số 3 đi, ta có 4 góc B bằng 5 góc C.
giả thiết đặt nó là số 4 và chúng ta thay vô từ 3 và 4. Bây giờ góc 4, góc B mình sẽ thay là bằng 90 trừ C. Đây là mình thay bằng 90 trừ C. Rồi, bằng 5 góc C ghi lại. Ở đây thì mình sẽ rút cái gì ra? 4 nhân 90 đưa vô 4 nhân góc C. Đó, cái cách làm nó là như vậy, bằng 5 góc C. À, mình hiểu không? Mình sẽ là 360 độ bằng là 5 góc C chuyển qua bên kia trừ 4 góc C cộng cho góc C là thành cộng 4 góc C. Rồi vậy đây nó sẽ bằng lại gì? 5 góc C cộng 4 góc C là mấy góc C? 9 góc C. À, 9 góc C nó bằng 360 độ. À, vậy mình sẽ suy ra góc C lấy 360 độ chia 9 là bằng nhiêu độ? 40, 40 đúng không? Rồi. Đấy, 94 mà. Rồi chúng ta có được góc C mà chúng ta có gì? Ta có. Hồi nãy chúng ta có cái góc mà cần tìm là AED nè. Góc AED nè, nó bằng ACB. Bây giờ à, cái này là ở cái câu B. Vậy mình suy ra cái góc A, ED bằng cái góc này chính là góc C. À, mình ghi là vì góc A, CB nó bằng góc C á. Rồi, AED bằng góc C là bằng 90. Rồi là 40. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu bài 3 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 4. Số 4 như thế nào đây? Kêu rằng là tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A bằng 3x trừ 2 chia hết trừ 3 nhận giá trị là nguyên. Nguyên là khi tử chia hết cho mẫu, đúng không? Đó, mình dùng kiến thức này nha. Ta có nè, A bằng 3x trừ 2 chia 2x trừ 3 nhận giá trị nguyên. Thì mình suy ra 3x trừ 2 sẽ chia hết cho 2x trừ 3. Và nếu cái số đầu chia hết cho 2x trừ 3 thì mình nhân 2 lên nha. 3x trừ 2 cũng phải chia hết cho 2x trừ 3. Tại sao phải nhân 2? Bởi vì bên đây có 3, bên đây có 2, không thể nào tách theo 2 được. Nó lẽ mình phải nhân cho số 2 vô để cho nó là bội của 2 mới tách ra được nha. Thì chúng ta nhân vô 2 nhân 7x, 2 nhân 2 đó, chúng ta dùng tính chất phép nhân phân phối với phép cộng á nha. Rồi cái này chúng ta để lại. Thì tới đây chúng ta tính ra là 6x trừ 4. Đấy. Chia hết cho 2x trừ 3. Rồi chúng ta sẽ tạo ra cái lượng giống như vậy nè. Ở đây mình hiểu là 2x trừ 3. Đó, mình hiểu giống như vậy. Tức là đây mình sẽ ghép vô để cho nó ra 6x nè, ghép cho số 3. Thì bên đây phải ghép cho số 3. Tức là mình phải cộng lại 33 trừ 4. Nha. Tức là mình phải tạo ra được cái lượng đó. Tức là mình phải tạo thấy trừ 3 thì cái số 3 này mình đưa vô. Được chưa? Đấy, mình phải đưa vô cái số 3 đó. Để cho nó giống với 2x trừ 3 nè. Nhét cho số 3 cho nó giống thành số 6 nè. Thì ở đây cái 6x lần này, trừ 4 lần này. Còn cái lượng này là cái lượng bớt thì thêm vô cho nó huề đó. Cái đó là cái kỹ năng biến đổi thôi. Mình làm viết cũng quen. Đúng không? Và cái này mình ghi lại. Ở đây mình đem số 3 màu đỏ nó ra ngoài. Đúng chưa? Còn lại là 2x trừ 3 đó. Tức là ở đây mình nhớ cái số đỏ này nè. Đem ra ngoài. Nha. Đúng không? Rồi. Còn cái này mình tính ra là 3 x 3 là 9 trừ 4. Rồi để lại cái này. 9 trừ 4 là bằng nhiêu? Tính ra 9 trừ 4 là bằng 5.
Chưa? Rồi chúng ta có là 3 nhân hai trừ 3 thì hiển nhiên chia cho hai hai trừ 3 rồi. Chỉ buộc phải 5 phải chia hết cho hai trừ 3. Đó, 5 chia hết cho hai trừ 3. Vậy thế là vì 3 nhân cho hai trừ 3 chia hết cho hai trừ 3. Vậy 5 chia hết cho hai trừ 3 thì hai trừ 3 sẽ thuộc ước của 5. Thuộc ước của 5. Và ước của 5 là gồm những số nào, đúng chưa? Rồi mình học rồi, 5 chia hết cho những số nào, kể cả số nguyên luôn, ngay chứ không phải là số nguyên dương hay âm luôn, trừ 5 nè, trừ 1 nè, 1 với 5. Rồi vậy mình sẽ tìm ra 2x trước. À, 2x trừ 3 bằng cái đóng này thì lấy cái đóng này tìm 2x đó, lấy cái đóng này nè. Cộng cho 3, tức là trừ 3 chuyển qua bên đây là cộng 3 hết. Đó, 1 cộng 3, 5 cộng 3. Rồi và chúng ta tính trong cái ngoặc này ra chưa, trừ 5 cộng 3 ra là trừ 2, trừ 1 cộng 3 ra 2, 1 cộng 3 ra 4, 5 cộng 3 ra 8. Và chúng ta chia 2 xuống, tức là x mấy cái này nè, chia 2, tức là 2 chia 2 là 1, 2 chia 2 là 1, 4 chia 2 là 2, 8 chia 2 là 4. Rồi những cái số này là thỏa mãn thỏa x nguyên, hiểu không? Tức là nó kêu tìm tất cả các giá trị nguyên. Rồi như vậy chúng ta kết luận vậy x thuộc những cái số này, thỏa yêu cầu đề bài, yêu cầu bài toán, đúng không? X thỏa những cái số đó là thỏa yêu cầu bài toán. Rồi là chúng ta hoàn thành, đúng không? Thông tin chúng ta kiểm tra lại nè, 3x trừ 2, 3. Tất nhiên là không được dùng máy tính, để thầy làm máy tính cho mấy em xem thôi, tức là thay bằng tay cho đó, làm gì cho nó nhanh. Trừ 3 chúng ta sẽ dùng, chúng ta sẽ gọi cái số là x là trừ 1 ha, trừ 1 đưa vô ra số 1 phải không, là số 1 đưa vô ra số trừ 1, là số 2 đưa vô á, là số 4 và số 4 đưa vô. Thay vì tính bằng tay là tính là cho nhanh, tức là bằng lấy từng giá trị thay lại là nó đúng hết, là biết mình làm đúng, đúng ha. Rồi còn cái câu cuối cùng OB này thế nào? Nó kêu mình tìm tất cả các số tự nhiên xi khác không thỏa mãn điều này. Cái bài này cũng dễ thôi, nhưng mà tại xi khác không là gì, nó dưới mẫu. Đây, bài này mình sẽ làm như thế nào? Cách làm như thế nào thì mình nhìn đây, làm một lần giúp mình biết. Tất nhiên là cái bài này chúng ta sẽ không được phép để mẫu làm. Thì chúng ta sẽ quy đồng thử mẫu đây. Ở đây chúng ta thấy là có mẫu y đúng không? Thiếu x nhân x vô, nhân x tử vào mẫu á. Đó. Còn đây thiếu y nhân y. Còn đây không thiếu thì thôi. Đấy, một để lại nha. Một thì mình để là mẫu chung lấy y luôn. Được chưa? Rồi, ở đây mình sẽ tể tử, trừ tử chia mẫu chung ít đi. Rồi ở đây là hai cái phân thức bằng với nhau thì tử bằng tử, mẫu chung mẫu là ít đi rồi, thì tử bằng tử thôi, là x nhân 2x cộng 4 trừ 2y trừ 5 bằng ít đi. Rồi chúng ta đưa vô x nhân 2x, x nhân cho 4 là 4 nhân x đi, cái nào cũng đúng chưa, x nhân 4 trừ 2y trừ 5 trừ xy chuyển về bên này bằng 0. À, chuyển vế đổi dấu đó, đây là 2x, x nhân x là x bình, 4 nhân x nhân 4 là 4x, trừ 2y trừ 5 trừ xy bằng 0. Thì cái bài này mình phải biết cái cách làm, tức là mình phải dựa vào cái nào để làm được bài này đây. Có nhiều bạn không hiểu là làm sao để làm được, thì bây giờ mình có thể bắt cặp nha, những cái nào cùng bậc với nhau bắt chung. Là chúng ta thấy đây nè, x y là bậc 2, x mũ 2 bậc 2, chúng ta gom chung cái bậc, cùng bậc gom chung. Rồi còn x với y này nè, chúng ta gom chung lại nha, là bậc 1. Tức là cái lũy thừa của nó x mũ 1, y mũ 1 là x y. Rồi ở cái đầu tiên chúng ta phải tách ra cho nó giống nhau nè, x bình với x là giống nhau, là x nhân x đó. Còn cái thứ hai là 4 với 2 giống nhau, là 2 nhân 2, 4 là 2 nhân 2 nha. Rồi, trừ 5 để lại. Đáng lẽ chuyển qua đó. Cái đầu mình đem x ra ngoài. Nha, đem x ra ngoài đó.
thì nó còn lại là 2x trừ y. Cái thứ hai mình sẽ đem 2 ra ngoài, còn 2x trừ y. Còn cái số trừ 5 mình chuyển qua bên kia thành cộng 5 luôn đi. Rồi mình hiểu ha. Tới đây mình thấy là nó giống nhau là 2x trừ y, đem 2x trừ y ra ngoài, chỉ còn là x cộng 2 bằng 5. Mà 5 mình hiểu không? 5 tức là 5 tức là phân tích thành thừa số nguyên tố là chính nó thôi, cho nên nó chỉ bằng là 1 nhân 5 thôi. Đúng không? À, 1 nhân 5 chỉ mình nhìn vô cái đề này, 2x trừ y với x cộng 2. Mà x là nó số tự nhiên, cho nên nó từ 0 trở đi, khác 0 nó từ 1 trở đi. Chỉ 1 cộng 2 là nó phải luôn luôn lớn bằng 3. Cho nên x cộng 2 này nó phải bằng 5 và 2x trừ y này sẽ bằng 1. Chữ và chính giữa nha. Mình giải thích là vì x là số tự nhiên khác không nên x cộng 2 sẽ luôn luôn lớn hơn bằng 3. Tức là lớn bằng là 3 đó nha. Rồi. Cho nên x cộng 2 phải bằng 5 chứ không thể bằng 1 được. Thì tới đây chúng ta để là cái đầu. Đúng không? Và cái thứ hai chúng ta tìm x, tức là đúng ra cái này phải ghi chung chứ không có ghi riêng. Chung là như thế nào? Thằng này nè, 2x trừ y nó bằng 1, x cộng 2 nó bằng thôi như gì cũng được, chỉ riêng cũng được luôn, không sao hết. Rồi chữ và nha, ghi chữ và ở đây bạn lấy là 5 trừ cho 2, cái kia ghi lại ha. Rồi đây 5 trừ 2 nó bằng 3. Rồi xuống đây mấy bạn mới thay x bằng 3 vô đây nè, tức là 2 nhân 3 trừ y bằng 1 và x bằng 3, cái bằng 3 là xong rồi, mình thay vô ha. Đây là 6 trừ y bằng 1 và x bằng 3. Y sẽ mình tìm số trừ, lấy số đi trừ trừ đi hiệu. Rồi y đây sẽ bằng là 5 và x nó sẽ bằng là 3. Đó, rồi mình sẽ kết luận ha. Vậy x bằng 3 và y bằng 5. Rồi là thỏa mãn nha. Đó. Thỏa không? Thỏa cái này là thỏa nha. Hỏi đi là các số tự nhiên khác không? Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành được cái đề này ha. Rồi, bạn nào chưa follow kênh, nhớ follow kênh ha. Để ủng hộ kênh thầy nha, để thầy ra các cái đề tiếp theo cho các em xem nha. Rồi, xin chào tạm biệt các em.